Vâng, còn sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, một cây phượng cổ thụ đã bất ngờ bật gốc ngã đổ trong sân trường trung học cơ sở Bạch Đằng thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, khiến một học sinh tử vong và nhiều học sinh khác bị thương nặng, hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ, nhưng chỉ biết rằng chiều tối qua trên địa bàn thành phố đã có mưa dông rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ nhiều cây cối có thể bị gãy đổ và bật gốc. Theo đó, vào lúc 6 giờ 20 phút, sân trường khá đông học sinh, cây phượng vĩ cao hơn 10 mét, thân to hai người ôm, bất ngờ bật gốc đè trúng nhóm học sinh. Nhiều phụ huynh chứng kiến cho biết khi vừa đưa con đến cổng trường nghe thấy tiếng cây đổ rầm. Sau đó nhiều tiếng la hét của các em học sinh, sân trường bỗng náo loạn. Có 6 học sinh bao gồm 4 nam, 2 nữ bị cây đè trực tiếp, trong đó một học sinh đã bất tỉnh. Ban giám hiệu cùng với các thầy cô, phụ huynh đã có mặt nỗ lực đưa các em ra ngoài. Sau gần 30 phút, 3 xe cứu thương đưa các nạn nhân đến bệnh viện Nhi Đồng 2 thuộc quận Nhất và bệnh viện An Sinh thuộc quận 3. Hiệu trưởng trường Nguyễn Văn Phúc cho biết 13 học sinh gặp nạn học lúc 6-8 đến 9 giờ thì bệnh viện An Sinh thông báo một nam sinh thì đã tử vong. Nạn nhân bị nhánh của cây phượng đập vào đầu gây chấn thương sọ não, chèn ép, ngược bụng và nhập viện trong tình trạng mạch, huyết áp gần như bằng không, đồng tử giãn. Các trường còn lại có một học sinh bị gãy chân và một thì bị gãy tay. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng cây đổ tại các trường học. Cách đây 3 năm tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội, trong mưa dông cũng có cây xà cừ bật gốc đổ xuống sân trường. 4 học sinh đã bị thương và được đưa đi cấp cứu. Do đó, việc rà soát tổng thể các cây xanh trồng lâu năm tại các khuôn viên nhà trường là điều vô cùng cần thiết. Và nếu như không có những giải pháp cụ thể, thì nếu những cây xanh đổ ở nhà trường thì rất nguy hiểm tới các em học sinh. Vâng, chính xác là như vậy.